Trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường 1965-2020 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Đình Phách, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, đồng chí Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ được thành lập ngày 25 tháng 8 năm 1965 với tên gọi là Trường cấp 3 Đồng Than, là ngôi trường được thành lập đầu tiên của huyện Yên Mỹ. Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường đã có nhiều nỗ lực trong công tác dạy và học. Hơn nửa thế kỷ phát triển, nhà trường có hơn 35.000 học sinh tốt nghiệp ra trường. Nhiều người là cán bộ cao cấp của các bộ, ngành, trung ương. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông của trường luôn nằm trong top các trường trung học phổ thông có tỷ lệ cao trong tỉnh. Là trường duy nhất trong khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, không phải là trường chuyên nhưng đã bồi dưỡng và cử học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ cùng với học sinh các khối trường trung học phổ thông chuyên và đã có 54 em học sinh nhà trường đạt giải. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Văn trao huân chương lao động hạng nhì cho Trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng ghi nhận sự phát triển lớn mạnh trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, tập thể giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng nhà trường trở thành đơn vị đi đầu trong đổi mới, tổ chức dạy và học. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng, kỹ năng sống cho học sinh, tiếp tục thực hiện có chất lượng phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.